Thời kỳ lấy nhau thì gia đình đằng dưới nhà bố mẹ vợ là ông cụ dứt khoát không đồng ý. Đấy mới là một cái trở ngại. Cụ chỉ nói là anh thì lớn tuổi hơn. Thứ hai nữa thì điều kiện ở nhà quê các cụ thì rất là sợ, cho nên là cụ không có đồng ý. Nhưng về sau thì con rể thứ năm nhưng mà ông lại là quý nhất. Bản thân tôi thì là con trai thì cái tính hay cầu thả, hay ẩu, tức là làm cái gì nó không có chu đáo, không có thể hiện được cái tình cảm ngọt ngào hay là ga lăng gì đấy. Vợ thì cứ nói là anh không có tâm lý, không có tình cảm. Tôi chỉ mong làm sao cho bà xã luôn luôn được khỏe đấy, để thực hiện những cái ước mơ, cái ham muốn của mình, là vì cũng có tinh thần yêu văn hóa văn nghệ lắm. Đố em á là chị bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu tuổi? Sao mà đoán được ta? Thì em đoán đi, em đoán đi, em đoán Chị đi. chắc khoảng chừng 50. Anh thì khoảng chừng 55. Đây là người quen, chị biết anh chị này. Chị tưởng á là cũng bằng vai phải lứa với mình, thậm chí chị còn nghĩ chị nhỏ tuổi hơn chị luôn á. Cuối cùng nhưng mà cuối cùng á chị nhớ là gì? chị năm mươi mấy rồi hả chị ha? Dạ 60 rồi ạ. Ôi trời đấy, còn anh mới là sợ kìa. Hồi nãy đoán 55 hả trời? Ừ. 55 là bị hố rồi đúng không? Hố lắm luôn, hố lắm luôn. Mình lên nhẹ cái 60 luôn được không nè? Chào Hồng Vân, xin chào Quốc Thuận, tôi tên là Nguyễn Đắc Thực, hiện nay tôi đang sinh sống ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Tôi là bộ đội đã nghỉ hưu, năm nay tôi 70 tuổi. Thấy chưa? Trời hết hồn. Anh chị trẻ dễ sợ luôn á, thật sự luôn á. Mời chị giới thiệu luôn nè. Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Phương, hiện đang sinh sống tại quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chị Phương là làm công việc gì? Trước là bộ đội nhưng mà rồi cũng chuyển ngành. Hiện tại thì cũng ở nhà trông cháu và hay đi văn nghệ của các phường, các quận, các khu phố. Em thấy cái nó gọi là cái sáo, mà sáo của người sáo người dân tộc đúng không? Vùng, 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 vùng Tây Bắc. Cây dù cũng vậy luôn. Thôi bây giờ chắc em mời anh chị biểu diễn một tiết mục được không ạ? Đúng rồi. Em mời anh chị nha. Thôi bài tiếng hát rừng bạc bó thôi. Dạ. Mời anh ngồi đây nha. Hay quá, cho một tràng pháo tay đi nào. Anh chị kết hôn với nhau á, theo em á là bao nhiêu năm rồi? Chắc anh chị lấy nhau cũng phải hơn 30 năm đúng không? Kết hôn được 40 năm rồi ạ. Đừng có đố nữa, mệt quá, đố hoài. Lần đầu tiên anh chị gặp nhau là như thế nào nè? Lần đầu tiên gặp nhau là vì hai người cùng một đơn vị bộ đội. Năm 1979 ấy, lúc ấy đang tổng động viên của cả nước, chị đi bộ đội vào là được học thông tin trực tổng đài và lính trực 2W ấy. Thì lúc đó anh là người lái xe con cho các sếp. Trong đó thì đơn vị thì luôn luôn cử chị đi công tác tiếp khách cùng với các sếp ấy. Thì anh là người lái xe con. Nhưng mà chị có nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên chị nhìn thấy anh á, chị có ấn tượng gì về anh không? Hai năm quen biết thì coi như cứ đi đi trên xe vậy thôi thì không, cái lần đầu tiên đó, chị, lần đầu tiên chị gặp tức là về này, chị gặp anh lúc đó anh đẹp trai không, anh trắng không? Ngày xưa ấy là nghiêm lắm, tại vì đi với các sếp thì mình cứ ngồi im thôi, không dám nói chuyện gì hết. Hỏi anh đi. Thế còn anh thì sao? Sao anh? Cái lần đầu tiên anh gặp chị, anh thấy chị có xinh không? Tôi thì nhập ngũ năm 1972. Năm 79 thì được điều về lái xe con cho một đơn vị mới ở dưới Hải Phòng. Bà xã tôi lúc đó là lính thông tin ở cái đơn vị mới. Ngày đầu thì cũng chưa có thể có cái thời điều kiện để tiếp xúc. Một thời gian thì do cái nhu cầu của thủ trưởng hay cử đi công tác.
rồi có một thêm một cô gái nữa lên để có thể là giúp các thủ trưởng trong cái việc tiếp khách. Thì lần đầu tiên tôi nhìn thấy cũng một cô gái cũng trẻ trẻ, xinh xinh. Xinh chứ anh, thế lúc đó là chị bao nhiêu tuổi anh? 15. Nếu mà theo đúng ra thì là đi bộ đội hơi bị sớm. Là vì lính tổng đồng viên thì lúc đó người mới có 15-16 tuổi thôi. Lúc đó là chị 15. Nhưng mà có trò chuyện với nhau liền luôn không anh? Không được. Tôi thì mới về lái xe cho thủ trưởng, cho nên là hầu hết là đi với các thủ trưởng. Ít khi lắm, chỉ có nghĩa là có một cái dịp đầu tiên để đi công tác thế thôi, chỉ biết là người đằng sau bên bộ phận thông tin thế thôi. Đến bao lâu thì anh chị mới có thể là thân mật với nhau và trò chuyện với nhau và không cũng có một cái sang gì năm 80 81 là 1 năm sau và 1 năm sau thì mới có điều kiện một vài lần như thế, có cái điều kiện để mình tiếp xúc thì cái tình cảm nó mới nảy sinh ra. Cái món quà đầu tiên á mà anh đưa cho chị á là cái gì anh còn nhớ không? Thì cũng một cái hôm đi công tác, có lẽ lần đầu tiên tôi nhớ là tôi chở đi sang Quảng Ninh ấy. Thì trên đường đi thì tôi hay đi với các thủ trưởng, thì nó có một điều kiện hay dừng lại cái này chỗ này chỗ kia được hơn. Tôi cũng nhớ là tôi đưa cho Minh miếng bánh mì sao đấy. Tức là lần đầu tiên là đó là một cái món quà về vật chất, làm miếng bánh mì. Đi công tác thì từ Hải Phòng sang Quảng Ninh á, thì đường nó xa, kiểu như đi trên đường thì đói á. Anh thấy vậy thì anh mua bánh mì thì anh đưa bánh mì thôi. Anh dúi cho miếng bánh mì đúng không? Đến cái năm mà chắc là 80, 81 rồi. Yeah. Xong là hai người đi kiểu cũng đi công tác mà đi lấy vải cho đơn vị á, lấy vải ăn á. Thì lúc đó thì anh mới có điều kiện, nghĩa là đến gần á, để rủ đi uống cà phê rồi nói chuyện tâm tình. Rồi, thì rồi, mới hỏi thăm. Rồi đến bao lâu thì anh chị mới chính thức như là quen nhau? 82 là bắt đầu kết hôn, sau 4 năm. Thế nhưng mà cái đợt mà anh tỏ tình với chị là anh nói cái chữ gì? Hay là chị có nắm tay xong rồi... Yêu nhau thì ít nói lắm, ngày xưa ít nói. Anh chị quen nhau là trong vườn vải hay là... Đúng rồi đấy ạ, vải Thanh Hà. Lúc đó là có một cái dịp, tức là ở trên trung đoàn tổ chức đi mua một ít trái cây về để cải thiện cho anh em ở trong nội bộ cơ quan trung đoàn thôi. Tôi được cử lái một cái xe Bắc Kinh cái thùng vuông, có một vị cán bộ nữa của hậu cần với bà xã đây đi về huyện Thanh Hà của Hải Dương. Thì đấy cũng là một cái cơ hội có điều kiện tiếp xúc nhất để nói chuyện. CC em hỏi nè, trong cái vườn vải có đụng tay đụng chân gì không? Giả vờ hai người đó cùng hái một quả vải, anh hái dùng cho cái đầu chạm vào không, tay không dám đụng chân đụng tay đâu. Là vì không lúc luôn. Đó, có nghĩa là câu chuyện hỏi thăm nó thân mật hơn một chút thôi, chưa có dám ngỏ lời gì. Để em hỏi chị thử coi, chị có nhớ cái lần đầu tiên mà ảnh tỏ tình với chị là nó bằng hành động gì hay là nó bằng cái lời nói gì không chị? Có một lần anh ấy chuẩn bị đi công tác, thì trước khi đi công tác thì thường hay lấy xăng cho đơn vị. Thế là anh mới nháy là rủ đi chơi. Thường là cái cổng bảo vệ thì có người gác á, mình phải nằm xuống cái gầm xe. Nằm xuống như này, thế là bảo vệ thì ngước lên nhìn như này mà không thấy mình đâu. Đi chơi thì đang đi được đến giữa đường tới Đồ Sơn ấy, cái ông thủ trưởng ông mới nhìn thấy. Ông bảo thôi chết rồi, hai đứa đánh xe đi chơi thì về kỷ luật rồi. Anh định cho đi chơi Đồ Sơn để cho biết Đồ Sơn. Thế nhưng cuối cùng rồi phải quay về đơn vị đấy. Cũng dừng ở trên đê rồi, thì anh cũng có nói chuyện rồi. Anh nói vì... sao? Thì anh nói là anh là con trưởng, bố mẹ thì hay bắt con dâu về làm dâu đó, thì em có về quê anh để làm dâu được không? Lúc ấy chị nói là em thì không biết thế nào, nhưng mà còn bố em thì rất là khó tính, chỉ sợ là không vượt qua được, tại vì sợ bố mẹ không đồng ý á. Hết nghĩa vụ quân sự thì đến khi về thì gia đình anh ấy xuống để có cơi trầu á. Bố chị thì không đồng ý thật, cụ nói là nhà mình sinh ra thành phố mà hai nữa về con trưởng và về quê mà làm ruộng thì vất vả lắm. Vì sau đến khi mẹ chị mới nói là anh Thực này, anh là kiểu như là lái xe con cho các sếp, chắc chắn anh phải là người đàng hoàng, mà đơn vị người ta đã đồng ý cho tổ chức đám cưới thì ông phải đồng ý thôi, còn nếu ông không đồng ý thì hai đứa nó vẫn lấy nhau. Thế anh cứ động viên, anh bảo là bố mẹ thì để thuyết phục dần dần, vì sao ông cũng đồng ý. Cái thời kỳ lấy nhau thì gia đình đằng dưới nhà bố mẹ vợ là ông cụ khứt khoát không đồng ý, đấy mới là một cái trở ngại. Cụ chỉ nói là anh thì lớn tuổi hơn, thứ hai nữa thì điều kiện ở nhà quê. Tôi thì không bao giờ tôi giấu một bất cứ một cái gì hết. Tôi cũng nói lên hoàn cảnh gia đình bố mẹ như thế, mà con lớn là ông trưởng mà có 5-6 anh em, nhà rất nghèo, các cụ thì rất là sợ, cho nên là cụ không có đồng ý. Nhưng về sau thì con rể thứ 5 nhưng mà ông ấy là quý nhất. Tại vì cái thời đó có những lúc mà anh đi chở đạn ấy, xong là đến khi anh mới mua củi cho các cụ ấy, mà cái thời đó mà có củi đun là thích lắm. Thế là vì sau cả phố cứ bảo ôi trời ơi, ông có cậu con rể quý quá sao mang củi về. Trước lúc mà yêu nhau ấy, anh có dám hôn chị không? Hay là phải đến cưới xong mới dám hôn cơ? Đó, em cũng đang định hỏi. Cái nụ hôn là sao anh? Thời gian đầu thì cũng chưa dám đâu. Gần cưới rồi thì Lục Ý mới thể hiện cái tình cảm. Thì tôi thỉnh thoảng cũng hay... Ngày xưa ở chỗ khu vực cầu Hà Lý,
Phố Lý Thường Kiệt ở Hải Phòng nó cũng có những cái quán cà phê nhưng mà rất ít. Ngoài đó thì hay uống cà phê sữa nóng. Cũng có những cái lần được nghỉ thì tôi cũng rủ đi ra những cái nơi quán cà phê cũng tâm sự thì cái tình cảm nó cũng gần gũi. Anh còn nhớ cái lần đầu tiên anh hôn chị á? Lại anh hôn trộm chị à? Hay à, là xin đàng hoàng rồi mình mới hôn? Chị... công khai thì đến đúng ngày cưới mà. Thế có nghĩa đây là hôn trộm gì? Chị hôn em vậy được. Mà tại sao lại nề nếp thế không biết nữa chứ. Bọn em thì khổ thì cùng một hoàn cảnh khổ nhưng mà bọn em thoáng lắm cơ. Ông ngoại nhà này nghiêm khắc lắm. Yeah. Tại vì nhà là có bốn chị em gái. Cả khu phố thì các cụ cứ bảo trời ơi, ai mà lấy được con của cụ Trọng ấy thì tốt lắm. Tại vì ngày bé mà cứ vớ vẩn là cụ cho ăn đòn nên sợ lắm. Anh chị là lấy nhau là năm 80... 82 ạ. 82. Cho tới bây giờ là 2023, 41 năm. 41 năm đấy thầy. Oh. Thôi bây giờ mình sang cái trang kia đi. Sau khi đám cưới ấy, bắt đầu về ở chung nhà ấy, bắt đầu mới là sống chung với nhau, bắt đầu mới tìm hiểu nhau rõ hơn. Chị có những cái tính gì mà lúc yêu anh không hề biết đâu, về ở với nhau rồi mới phát hiện cơ. Cái đầu tiên ấn tượng nhất tôi thấy rằng là cái tuổi chênh lệch nhau. Mà bản thân tôi thì vào quân ngũ sớm hơn, mình va chạm ở ngoài xã hội nhiều hơn. Thế nhưng mà vào xã thì nhát quá, rất là ngại. Nhưng mà có một cái khổ là khi tổ chức xong thì là bà xã tôi cũng là thời kỳ hết nghĩa vụ quân sự và cũng về địa phương, ở lại ở dưới nhà bố mẹ vợ cơ. Chứ còn bản thân tôi thì lúc ấy vẫn ở trong quân đội, tôi ở thêm 11 năm nữa tôi mới về. Đã cưới rồi vẫn còn xa nhau. Thoảng mới được về thôi, có nghĩa là mấy tháng hoặc là một năm mới được về cả thôi. Cả năm mới được về phép. Cả năm mới được về thôi. À. Ủa như vậy là anh chị là một năm là gặp nhau được bao nhiêu lần? Một năm phép thì được 12 ngày ở nhà. Ồ. Thế đến bao giờ thì hai anh chị mới là chính thức là không có xa nhau nữa mà về ở chung với nhau luôn ấy? 1993. 93. Là 10 năm sau nữa. Năm 1993 thì tôi về nghỉ hưu thì lúc đó là mới về ở. Nhưng mà bà xã cũng lại đang ở trên quê trên Hà Tây, ở với chung với gia đình ở Hà Tây 1-2 năm. Từ cái lúc mà hai người chính thức là lúc nào cũng bên cạnh nhau cơ. Thực ra giữa cái yêu và cái lấy nhau để về sống chung trong một gia đình ấy, là cả một quá trình nó khác hẳn hoàn toàn. Còn đã lấy nhau rồi, hai người ở với nhau thì không thể nào là như thể một mình được. Vấn đề quan trọng nhất tôi luôn xác định là phải nhịn, tức là mình tìm hiểu nhau để mình hiểu tính của nhau thôi. Thôi anh vào thế luôn anh, đi, anh vào luôn đi. Đấy chị hỏi cho, thế anh nhịn chị cái gì? Em thấy chị cứ tủm tỉm chị cười kìa, mặt hiền lắm, cho nên là anh nhịn cái gì mới được chứ? Bản thân tôi thì là con trai thì cái tính hay cầu thả, hay ẩu, tức là làm cái gì nó không có chu đáo, không có thể hiện được cái tình cảm ngọt ngào hay là ga lăng gì đấy. Vợ thì cứ nói em là anh không có tâm lý, không có tình cảm. À, thế là cứ cằn nhằn gì? Có những cái chuyện cằn nhằn. Có nghĩa là chị hay cằn nhằn này. Đấy, mình cứ gạch đầu hàng thôi anh ạ. Vâng. Rồi. Thế chị có ghen không? Không có cái ghen. Anh kể cho anh nghe một cái chuyện chị ghen anh xem là. Thì đến năm 84-85 thì tôi không ở đơn vị lái xe con cho thủ trưởng nữa. Mà tôi về lái xe cho một cái đơn vị vận tải cũng ở rừng núi thôi nhưng mà thuộc của tỉnh Ninh Bình. Thì lại hay phải đi công tác vì lúc đó vận chuyển hàng quân sự lên những cái kho bí mật của mình ở trên những cái rừng núi. Cũng ít được về, rồi lâu quá không về, rồi thì vợ cũng bảo hay là mình sao nhãng cái tình cảm gia đình, thiếu cái trách nhiệm mà con thì bé, lại có những lúc con nó xảy ra những cái sự cố hay nó bị ngã té hay bị bỏng mà nhắn cũng không về được, mà lúc ấy nhắn gửi nó khó lắm. Đợt đấy là đợt ghen nhiều đấy nhất đợt, đúng đấy không? Là đợt đấy là đợt có ghen nhiều. Em có ghen với cô nào không? Không có cô nào cả. Là ghen đấy. Ghen Pháp Long ấy. Thế chị có khó tính không anh? Chắc có lẽ khó tính hơn tôi, làm cái gì hay chu đáo cẩn thận cho nên hay lằn nhằn nói nhiều nữa. Đấy, rồi, hay sửa. Tôi nói lại là hay sửa sai. Rồi, hay sửa sai người khác. Rồi. Và bây giờ năm nay là năm thứ 40 mấy rồi. Thế là những cái tính đó của chị vẫn còn hay không? Có tuổi thì nó cũng giảm bớt đi. Cái ghen giết thì không có nữa, không ghen nữa. Thứ hai nữa là bản thân tôi thì tôi cũng quen đi rồi. Còn cằn nhằn còn không? Cái cằn nhằn thì vẫn còn sửa còn đấy. Cái đấy còn sửa. Cái đó cái thì nó là bản tính, những cái sinh hoạt nó không được cẩn thận của con trai rồi. Cho nên là vẫn cứ bị sửa hàng ngày. Thì bây giờ anh muốn chị thay đổi điều gì? Điều mong muốn nhất là tôi có sức khỏe. Tôi chỉ mong làm sao cho bà xã luôn được khỏe. Yeah. Để thực hiện những cái ước mơ, cái ham muốn của mình, là vì cũng có tinh thần yêu văn hóa văn nghệ lắm, cũng rất là ham đi, nhưng lại không đi được xe máy. Tôi luôn luôn làm nhiệm vụ là chở xe máy đi các nơi, mà cũng chỉ mong ra là có sức khỏe. Giờ đến chị nhá, thế anh có những cái điều gì mà coi như eo ơi, nhiều khi muốn ngạt thở, nhiều khi eo ơi tại sao phải cằn nhằn như thế? Tính thì cũng như anh nói đấy, lúc nào sống cũng xề xòa, ví dụ đi đâu về các thứ đồ thì nó để nó không được cẩn thận. Hoặc là ví dụ trong cuộc sống mà ví dụ có những cái việc ví dụ đi đám cưới này, ma chay này, nhưng mà nhiều lúc anh hay quên, mình cứ suốt ngày mình phải nhắc.
mà dạ. Nhắc thì anh lại nóng tính. Nóng tính này, dạ. Hay quên này, dạ. Bừa bộn này. Thế còn gì nữa không? Có ghen không? Có khi lớn tuổi hơn nên anh cứ ghen thì ghen thầm thôi chứ còn chắc không ghen. Ghen thầm là khó hả chị? Ghen thầm. Đó. Bao nhiêu năm rồi chị em mình mới nghe được cái chữ ghen thầm đây này. Dạ. Ghen thầm đáng yêu lắm á chị ạ. Thế thì bây giờ chị có mong muốn anh thay đổi điều gì không? Cũng muốn anh là ví dụ trong cuộc sống thì ít nóng tính, nói ít lại. Tại vì ví dụ bây giờ con cháu á thì nó lớn hết rồi, nói có khi nó lại bỏ ngoài tai. Anh thì rất là yêu cái sáo mèo. Thì mong anh là có một cái sức khỏe để mang tiếng sáo của mình đi các khu phố, các phường, các quận. Để nghĩa là cứ đi đâu là hai vợ chồng cùng đi, cùng biểu diễn. Tuyệt vời. Em hỏi nhỏ này, anh từ hôm giờ có tặng cái hoa nào chưa? Chưa. Ôi, bốn mươi mấy năm thế tặng chị? Mỗi cái bánh mì thôi. Ôi dồi ôi, hai lần tặng hoa rồi nhá. Hai lần tặng rồi nhá. Cũng là một cái dịp để có hai bông hoa đẹp xin tặng dạ, em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Mình thơm một cái gì ạ? Hạnh phúc lắm ý. Trước khi kết thúc chương trình thì em luôn luôn mong muốn rằng là anh chị sẽ thực hiện được những cái mong muốn của mình và chúc cho anh chị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe để cùng nắm tay nhau ha. Dạ. Đi trên những cái con đường thật đẹp, thật lãng mạn, thật hay và đầy đầy. Dạ, em tên Công, họ Võ. Công Võ. Võ Công. Võ Công. Võ Công. Có hai chữ thôi. Võ Công dự định là đặt con trai là Thâm Hồng. À, vậy hả? Ủa nhưng mà em đã có em bé chưa? Dạ chưa, dự định chưa, đang dự định đúng không? Dạ. À, nếu mà đẻ sinh đôi hai thằng trai thì sao? Võ Công Thâm Hậu. Dữ lắm à. Cao cường. Đó. 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 Võ Công, võ công thâm cao cường thâm cao hậu. Cao cường. Rồi, Võ Công là làm công tác ở đâu? Dạ làm xây dựng. Em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 30. 30. Còn vợ của Võ Công? Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Huỳnh Thị Thảo Nguyên, hiện em làm thư ký công trình. Năm nay em 24 tuổi. Rồi, Công với Nguyên lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Dạ thực ra là gặp nhau, quen nhau qua mạng. Thì hôm đó là mùng 1 Tết, em ở nhà mới quét Zalo tìm bạn bạn. Quét Zalo. Xong rồi thấy anh này avatar hình là đang ngồi nhìn cái máy tính. Em nghĩ là anh này chắc là chăm chỉ lắm nên là kết bạn làm bạn. Chứ em cũng chưa có nghĩ gì. Nhưng mà lúc đó em quét là có nhiều người không? Dạ cũng được 5-6 người gì đó. Rồi sao? Bao lâu thì mới gặp nhau ở ngoài không? Dạ lúc đó là chat rồi gọi điện thoại rồi em đi nhà thầy. Em mới rủ anh này đi chung tại bữa đó không cũng không có xe đi. Thì hôm đó lần đầu tiên gặp nhau thì em thấy ảnh người thì ốm ốm đen đen mà mang mắt kính kiểu giống em nghĩ là kiểu giả danh trí thức vậy đó. Mang theo một cái giỏ quà lớn, chắc nhờ giỏ quà nên em thấy cũng được được. Nhưng mà lý do gì mà em quét 5-6 người mà em chỉ có để ý với anh này? Tại nói chuyện với anh này nhiều nhất. Rồi sau đó là bao lâu thì mới yêu nhau? Cỡ gần tháng sau là bắt đầu yêu nhau. Rồi yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Chắc tôi nghĩ chắc cũng nhanh lắm đúng không? Dạ tầm 1.5 năm. 1.5 năm. À, trong lúc yêu nhau thì có giận hờn, có chia tay gì nhau? Dạ không, lúc yêu nhau á là chắc chắn là không có trục trặc hay chia tay. Vì vợ em đi học, em thì đi công tác xa ở ngoài Thanh Hóa rồi. Vì đâu gặp nhau cãi bao nhau. Bao lâu? 8 tháng. Trời ơi, 8 tháng luôn hả? Dạ. Yêu xa 8 tháng luôn? Dạ. Là yêu cách ngăn cách bởi địa lý đúng không? Dạ. Rồi sau 8 tháng rồi về. Dạ sau 8 tháng nó về thì tình cờ anh ấy làm cái công trình đó đằng sau trường đại học của em. Quá tiện luôn. Như vậy dạ. Là chỉ có mấy tháng tìm hiểu thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Tầm 6 tháng là tụi em quyết định cưới. Cưới luôn. Dạ. Mà em vừa học xong đại học. Dạ cũng xong tầm mấy tháng rồi. Mấy tháng sau thì là... coi như vừa xong. Dạ. Là cưới luôn. Hốc em thì là 30 rồi. Dạ. Cũng hơi đứng rồi đó ha. Hôm lúc đó anh chưa là... chịu cưới đâu. Mẹ em mới nói là con có quen ai không. Thì em mới nói là quen ông xã vậy đó. Thì mẹ mới nói là để mẹ coi tuổi coi được không thì cưới luôn. Ồ, mà tại sao mẹ lại bắt cưới sớm dữ vậy? Tại mẹ em nói là nếu như mà cưới thì sẽ cưới liền. Còn không cưới thì đợi 3 năm nữa mới cưới. À tuổi đúng không? Dạ. Thì hỏi ông xã có muốn cưới không? Thì anh nói sao? Dạ, lúc đó em cũng chưa dự định là cưới. Tại vì đi mặt nó già nhưng tâm hồn trẻ thơ. Dạ nhưng dự định là chưa cưới nhưng mà vợ nói vậy, bên vợ nói vậy thôi cưới luôn cho rồi. Cưới luôn cho rồi. Cưới luôn cho rồi. Về nói gia đình em là cũng bình thường đúng không? Ok luôn. Dạ ok luôn. Nhưng mà về phía em là em cũng chưa chuẩn bị là cái việc là cưới hỏi luôn đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là tụi em cũng chưa có dự định, em dự định chắc khoảng 5 nữa. À. Bây giờ chị hỏi nè, thực ra lúc mà tụi em yêu nhau thì là cũng chưa có tìm hiểu về nhau nhiều. Mà bạn này thì cũng chưa có chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân đúng không? Em cũng y vậy. Rồi đến khi tụi em lấy nhau rồi, tụi em ở riêng á, thì cái cảm nhận về hôn nhân của tụi em như thế nào? Lúc mà em chưa có dự định lấy vợ á, tại vì bạn em cũng 30 rồi, lấy vợ có con rồi. Thấy bạn em lấy vợ á,
là thấy cuộc sống đấy thấy nó khó khăn chật vật kiểu mà không được tự do đó, em cũng không thích lắm, em sợ lấy vợ. Nhưng mà từ lúc lấy vợ á mà bắt đầu như mà em bước vào cửa thiên đường vậy đó. À vậy hả? Có nghĩa là khi mà em lấy vợ xong là em tưởng tượng như em đang ở thiên đường luôn. Chứ không giống như bạn bè em mà lấy vợ xong rồi kể với em đủ thứ chuyện mà này vợ này nhằn nhằn này nọ nhằn nhằn. Vợ em nhằn cái là em nấn nút biến mất tiêu. Không còn nhằn nữa. Biến nút đi đâu? Đi vòng vòng vòng, ngày nào điện về hết nhằn chưa? Hết rồi đi về. Vậy hả? Ồ vậy đó hả? Rồi. Rồi em kể tiếp. Đó, kể tiếp cái tầng xấu được. Dạ anh hay nạt nạt em, hay lớn tiếng nạt. Hồi sáng này chuẩn bị đi quay á thì em để cái mắt kính ở dưới nệm, thì anh mới nói sao để cái kính ở đây lỡ đẹp rồi sao, thì em mới nói là để đây đi xíu ông xã đem mang để thôi quên. Thì ông xã cứ kêu là thôi cất đi để thôi đẹp sao. Anh nạt em khóc vậy đó, có nhiêu đó thôi. Cái mắt kính này đi hả? Ôi à, hay nạt vợ vô cớ đúng không? Dạ cái lẽ ra cái đó có thể nói là nghe được rồi, đâu có phải nạt đâu. Rồi cái gì nữa, ví dụ chuyện kinh tế trong gia đình thì sao? Ai là người quản lý chính? Dạ hồi trước là chồng quản lý. Lúc sau nữa thì hai người cùng quản lý. Cuối cùng thì em quản lý, chồng tài trợ. Em quản lý nhưng mà anh hỏi câu là vợ quản lý nhưng mà chắc thôi. Vợ quản lý ok hơn em. Đầu tiên là em quản lý, nhưng mà tháng đầu tiên á em quản lý kiểu gì mà không còn đồng nào, cuối tháng không còn đồng nào luôn. Là em ăn nhậu rồi sao? Không, em là nhậu là từ lúc sinh viên mà biết nhậu tới giờ mà chưa bao giờ thấy ai xỉn. Là sao? Là em xỉn trước hả? Em xỉn đi rồi. Em nhậu dở đó chị. Nhưng mà lúc đầu tiên mà mới về là tự ảnh nói là để ảnh quản lý tiền luôn. Dạ không, cứ im lặng như vậy thôi. Là nghiễm nhiên luôn. Mặc định như vậy. Rồi lúc đó em sao, em sốc không? Em cũng thấy bức rứt, cũng khó chịu nhưng mà thôi cứ để chồng quản lý. Nhưng mà ảnh quản lý ảnh có rạch ròi không? Ảnh có. Dạ rất là rạch ròi. Ảnh liệt kê ra hay sao? Dạ đúng rồi, kêu là vợ phải ghi cái này ra, số 1 bao nhiêu tiền, chi cái gì. Cho em tiền ăn cơm cũng phải là ghi bao nhiêu tiền. Giờ đó. Bữa đó là nói chuyện em vừa ngồi vừa khóc. Em nói là ông xã sai rồi, cái này đâu phải là cái gì cũng nhớ để ghi được. Có khi mình quên rồi sao mà cái đó nhỏ xíu mà phải sao phải ghi. Ông xã ngồi tỉnh bơ. Ủa cãi nhau? Dạ không, em ngồi em khóc im ru. Khóc không khóc không nói gì hết trơn. Em bị ức chế không? Dạ cũng có nhưng mà từ từ nói em thuyết phục ông xã. Thuyết phục bây giờ cuối cùng mình quản lý luôn. Rồi giờ em quản lý, em có giống như ông xã em không? Nghĩa là viết ra liệt kê. Dạ trong tháng thì em sẽ liệt kê cái gì mua, cuối tháng em báo cáo thu chi. Quá rất là thoải mái. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Còn lại là thương em. Rồi còn em, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em có tật xấu càng nhằn khó chịu, mà mỗi lúc càng nhằn là em biến nhấn nút. Nhấn nút biến với cái hay mít ướt. Khóc đó. Mít ướt mà tự động khóc, tự động hết. Automatic. Rồi bây giờ mong muốn võ công thay đổi điều gì? Dạ em muốn sẽ bớt nạt em lại đi, cái gì có thể nói được, chia sẻ được thì mình nói, mình chia sẻ thì nó sẽ hay hơn. Thấy chưa, người ta đã mong manh dễ vỡ rồi mà ra đây còn nạt người ta nữa. Thì ông xã nạt thì em nghe thôi, nhưng mà em cảm thấy cái đó không có đáng phải lớn tiếng. Còn gì nữa không? Dạ có thể đi làm về sớm hơn xíu. Hồi xưa ông đã đi làm tới 11 giờ đêm mới về. Thì lúc đó mới cưới mà em ở nhà em khóc. Khóc nữa, có mấy tháng khóc hoài vậy? Rồi bây giờ có bớt lại chưa? Bây giờ là đã về sớm hơn được chưa? Dạ về sớm hơn, tại em nhũng nhẽo thôi. Rồi ngược lại, võ công muốn vợ mình như thế nào? Bớt càng nhằn lại, bớt mít ướt lại. Hơi mít quá, đụng tới là khóc. Mít rượu. Hai người này mong muốn thay đổi, đơn giản quá chị Vân. Thì bây giờ họ mới sống gần nhau có mấy đó. Tháng thôi. Bây giờ ông này về sớm thì bà này bớt mít thôi. Bớt nạt đó thì bên đây không có mít nữa. Bớt về trễ thì bên đây hết càng nhằn. Hết mít luôn. Đúng không? Mà công việc em cũng phải cần phải tăng ca để làm cho xong việc á. Vợ chồng là vợ chồng nhưng phải lo cuộc sống đầy đủ, có kinh tế mới được chứ. Đâu phải lúc nào cũng bỏ công trình rồi đi về nhà với vợ. Rồi tiền đâu lo cho vợ đây. Không, nhưng mà chị hỏi nè. Giờ vợ mong em là có những cái có thể nói được bình thường á thì em có làm được cái đó. Cái đó được, nhưng có những lúc mà em nạt á là em cũng cố tình là em kiếm chuyện với vợ cho vợ khóc. Thích chịu gây sự. Trời ơi, cái sở thích gì mà thú tính vậy trời. Tại cái con người em giống cái tên võ công mà. Phải gây sự đó em nghe không, có nghĩa là chồng em cố tình muốn nhìn em khóc, tại vì lúc em khóc á thì thấy dễ thương á. Bây giờ khi mà anh đã nói ra cái ý là đó là anh thích như vậy thì em có đồng ý cái thích đó không? Dạ, hay không là đồng ý hả? Không đồng ý vậy ý quá. Nếu mà không thích thì thôi, tại là mình tưởng mình thích vậy để cho cái giống như là tìm cảm giác lạ đó, nhưng mà giờ bà không thích lạ thôi. Yeah. Chị thấy nếu mà vợ em có cái yêu cầu kia thì em bỏ đi, em thử bỏ đi. Bỏ thì chắc không bỏ liền được, nhưng mà em sẽ rút kinh nghiệm. Ráng rút thì cứ nó khóc hoài tội nghiệp. Yeah. Đây là sắp tới, bây giờ để cho người ta thoải mái đi, người ta có bầu. Yeah. Ta bầu có em bé cho em.
đúng không? Trời ơi, chọc quá rồi, hai đứa cái này, gái lớn khóc rồi gái nhỏ nó khóc nữa rồi dỗ sao? Dỗ gái nhỏ, dỗ cả hai. Bây giờ tụi em đang muốn có em bé hả? Dạ, đang dự định. Dự định đó chúc đi. Thôi, xin chúc cho vợ chồng của Võ Công. Dạ. Sẽ có một thằng thâm hậu. Đó, mau chóng có một thằng thâm hậu và thậm chí liên tục có con bé Cao Cường. Con bé Cao Cường luôn. Đó. Bé. Rồi, xin chào hai em. Tên là ủa mà em biết em nói tên thật hay là tên nghệ danh ta? Tên thật và nghệ danh luôn. Dạ, hoặc là em nói em ca sĩ thôi. Dạ, dạ em tên là Lê Trần Tất Đạt là tên thật, nghệ danh là Phong Đạt. Ồ, rapper Phong Đạt. Dạ là em là sinh ngày 4 tháng 11 năm 80. Là tính ra năm nay là em cũng 43 rồi. 43. Dạ. Nhỏ hơn tôi con tuổi đó. Trời, nó 43 hả? Em trẻ lắm, chị nói thiệt. Dạ. Em nhỏ hơn bạn Bin có một tuổi thôi đó, đúng không? Dạ. Nhưng mà nhìn hai đứa nó khác nhau dữ lắm đó. Chị nói thiệt đó. Khác nhau bên kia là đầy đủ đầy, còn bên này nó trụi lũi. Thôi, trong không, vậy chứ. Không phải nó đâu. Nó cũng xem đó chị ơi. Không xem phải đâu, đó. Nói thiệt đó. Bởi vì hôm nay em phải đi theo chị, là bác sĩ. Dạ, dạ thì em làm nghề chính là em là ca sĩ, thì chắc trong giới cũng biết. Và bây giờ thì em cũng đi hát nhưng mà ít thôi. Em chuyển hướng qua làm về studio phòng thu, làm nhạc rồi sáng tác nhạc, làm beat cho ca sĩ rồi đủ thứ cho các bạn ca sĩ trẻ rồi ca sĩ trong nghề cũng ai cũng có. Sáng đây mình cũng hỏi Đạt luôn là có một thời gian là nhóm D&D tan rã, thì các ca sĩ vẫn tiếp tục đi hát nhưng mà riêng Phong Đạt thì lại mất tích luôn. Thì có phải là cái khoảng thời gian đó là Đạt chuyển qua là Đạt chuyển hướng làm phòng thu không? Dạ không, cái lúc mà em ở trong nhóm D&D mới vừa rã ra thì Du rồi Vũ cũng đi hát, cũng đi hát, nhưng mà em thì lại chui xuống dưới tỉnh. Em chui xuống tỉnh nhiều, tại hồi xưa là khi mà có ai cũng muốn tạo lên truyền hình ở trên đài, mấy chương trình đó thì để kiếm tên, để đi kiếm tiền là nhiều, thì em là cái người đầu tiên là rút xuống dưới tỉnh đầu tiên. Du thì hoạt động ở thành phố sôi nổi lắm, còn Vũ thì thời gian đó là đi bay qua Mỹ rồi. Đó nên là lúc đó mọi người ít thấy em ở chơi mấy cái chương trình ca nhạc nữa, tại thường thường em rút xuống dưới tỉnh em đi là lúc không đó à. Là em đã đi kiếm tiền ở dưới tỉnh rồi đó. Dạ, mà đi dưới tỉnh là show chạy cũng dữ lắm nghe, chạy mà xỉu luôn á. Chị nói em nghe thực sự á, lên tivi không có tiền thiệt, chỉ có đi đúng, diễn đúng. Đi diễn tỉnh thôi là mới có tiền làm đó show. Mà thời đó là show chạy như là mệt xỉu luôn, một đêm chạy 2-3 show là chuyện bình thường. Bình thường. Từ huyện này, từ tỉnh này qua tỉnh kia là xuyên tỉnh luôn là chuyện bình thường. Trời ơi, có một thời điểm mà chị chạy show mà từ coi như Đà Nẵng xong rồi vô Hội An luôn. Đi đó mà trong một cây. Ừ, đi vậy luôn đó, ghê lắm luôn á, mà đi mà thực tưởng bán thân bán mạng luôn đó. Ghê lắm. Đầu cái này và ao cái kia. Nhưng mà cũng vì cái vấn đề đó mà em cũng bị mất nhiều mà cái mối quan hệ là vậy á. Tại vì khi em đi xuống dưới tỉnh á, có những cái chương trình hoặc là những cái truyền hình ta mời á, thì tại vì mình lo lúc đó mình chỉ biết rồi lo kiếm tiền, đang kiếm tiền quá mình cứ từ chối nhiều, thì sau khoảng thời gian mình đánh ở dưới đó rồi lên đây thì mình sẽ mất cái mối quan hệ nhiều. Nên nó cũng được cái này cũng mất cái kia. Và đó mình cũng đang muốn gợi một cái câu hỏi để cho Đạt chia sẻ lại, chứ thật ra là rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là Phong Đạt biến mất khỏi showbiz đó, biến mất khỏi sân khấu ca nhạc, thì ra là có một cái thời gian mà bạn ấy bận chạy show ở dưới tỉnh, đúng không? Dạ. Rồi mời vợ của Đạt, một cô ca sĩ rất xinh đẹp. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào ông Đức Thuận và em xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Phù Như Nhã Trúc, em sinh năm 1979, năm nay em 44 tuổi. Và công việc hiện tại của em là kinh doanh tự do, em mua bán thời trang. Dạ. Em còn đi hát không? Dạ, sau thời gian mà anh Đạt bắt đầu có cái chỗ đứng ở trong cái sự nghiệp solo của ảnh thì cái giai đoạn đó thì song song em vừa đi hát và em vừa làm quản lý cho ảnh, thành thử ra trong cái giai đoạn đó thì em khó cho em, bởi vì bản thân mình vừa đi hát, mình vừa nhận show rồi sau đó mình nhận show cho anh Đạt luôn, thành thử ra em sẽ khó làm trong cái công việc của em, mình sẽ khó nói chuyện và vấn đề mình thương lượng đó anh. Thì ngay cái giai đoạn đó thì em phải có đưa ra hai cái sự lựa chọn, đúng không? Dạ. Một là mình tiếp tục mình đi theo nghề và để cho chồng mình giống như là tự bơi trong cái công việc. Tại vì anh Đạt khi mà còn làm ở trong nhóm D&D thì mọi thứ là được quản lý lo hết rồi. Anh quản lý là anh lo hết tất cả, thì các thành viên còn lại là chỉ có biết là nhận show, tập bài và đi hát thôi. Thành thử ra khi mà D&D tách ra đó thì anh Đạt gần như là chơi vơi. Ảnh là trong nhóm đó, ảnh là người ít hoạt ngôn, nó không có nói. Và cái mối quan hệ bên ngoài của ảnh với các truyền thông đồ này nọ thì cũng không có. Thành thử ra trong mấy năm khi mà em đi hát thì em cũng có chút chút về vấn đề mà mình cũng biết nói
thương lượng với các sponsor và cũng có một xíu về các thông tin truyền thông mình cũng quen biết một xíu. Thành thử ra em chọn là thôi thì mình có đi tiếp thì mình cũng chỉ có như thế này. Tại vì nhóm nữ thì nó không có được cái hào quang lâu dài giống như nam. Thành thử ra em phải chọn phương án là em lui về hậu cần để mà em cho chồng em tỏa sáng. Dạ, nhưng mà lúc đó là đã quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng. Bây giờ mình hỏi lại cái giai đoạn mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Đúng rồi. Chắc chắn là gặp nhau ở cái hát rồi. Mà gặp nhau một cái sân khấu nào rồi? Để cho em nhắc cái nãy em nhiều khi gặp anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân ấy quen quá nên em quên. Chào Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả, nãy giờ quên luôn đó. Trời ơi. Tại vì thấy giống như là đang nói chuyện là sao gì á, sợ cái là hỏi nghe là sao đợi cuối chương trình chào luôn. Trời ơi. Dạ. Chứ không sao cả nha. Hồi nãy giờ mình thấy mình rất là tự nhiên, rất là trơn tru ha. Rồi, bây giờ đó mới hỏi đó. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Rồi sao mà để ý sao yêu nhau á vậy đó. Mà đó là cái nhóm OC là cũng là các cô gái chân dài cũng xinh đẹp lắm luôn á. Em không có chân dài, em chân ngắn, không có chân dài. Chân vừa vừa. Dạ hồi xưa thì em hay đi hát, không biết tại sao mà hồi xưa thì nhóm OC thì đi hát rất là nhiều tụ điểm ca nhạc. Em thì cũng đi cũng chạy nhiều mà lúc nào bà phải diễn trước. Thường thường là diễn trước mà thì em mới đứng ở dưới thì em thường là bà này trong giới nổi tiếng là cho cái nhóm OC này là hai chị em nhỏ con. Nhưng mà sao hát live rất là tốt. Thì là tạo giống như mình cái ấn tượng mình đó là tại sao không mình không tin được tại sao hát cái người gì mà hát cái giọng hay thì giọng thường thường hay. Là bà này hát trước là em đứng coi. Thì ấn tượng là những cái như vậy là bà rất là nhỏ nha, eo nhỏ xíu mà có chút xíu mà hát giọng rất cao, giọng rất là mạnh. Không biết sao thì từ đó em mới thấy bà này cũng dễ thương. Rồi xong rồi em đi cái show rất là nhiều, gặp bà rồi cái cũng giai nhiều, đoạn là năm mấy cũng là trong giai đoạn đi mới thành lập luôn, khoảng 2002-2003 và lúc đó em là người để ý trước. Dạ. Mà em có biết là Đạt để ý mình không? Dạ không, em hoàn toàn không biết luôn. Lúc đó có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. Vậy là có lúc nào mà em có cơ hội ngược lại là em phải đứng chờ nhóm Đạt hát xong rồi là để em có cơ hội em coi bạn biểu diễn không? Dạ không chị, tức là cái giai đoạn đó thì D&D giống như là một cái boy band đang hot. Và thường thì chị biết rồi, trong cái một cái chương trình á thì những cái nhóm nhạc hoặc là ca sĩ á, không có tên tuổi á, tức là không có sự nổi tiếng bằng mình sẽ mở màn hoặc hát trước. Rồi những cái vừa đấy sẽ hát ý sau là đó. Chị đó là em không có cơ hội để coi. Dạ đúng xong rồi đi luôn. Em hát xong là em lại chạy. Nhưng mà lúc đó là em vẫn biết Đạt rồi đúng không? Dạ thì tức em là vẫn biết cái kiểu đồng nghiệp thôi. Mà trong lòng em thì đó hỏi cho trong lòng em là cái lúc nào em cảm thấy là em thích bạn Đạt không? Dạ chưa luôn ạ. Ngay thời điểm mà anh Đạt tỏ tình xin số phone em thì lúc đó là hoàn toàn em chưa biết gì về anh này luôn. Tức là chỉ biết là D&D là có những người đó, những anh đó như vậy thôi. Nhưng mà trong D&D thì có hai anh còn lại, hai thành viên còn lại là thường hay gặp OC là hay nói chuyện. Nhưng mà chỉ có đặc biệt là anh Đạt không bao giờ hỏi chuyện tụi em, không bao giờ bắt chuyện luôn. Tại ông rất là hiền. Mà chính vì cái hiền đó mà nhiều người nghĩ là ông chảnh. Dạ đúng rồi anh. Đúng không Đạt? Đúng. Đúng không? Không biết đó. Đó. Thì cái ấn tượng của em khi mà biết anh Đạt á là em trong một cái chương trình TV ngày xưa đó là chương trình Giai điệu tình yêu. Thì lúc đó thì tình cờ lúc em ngồi đăng make up đi hát á thì tự nhiên em thấy đi diễn ở trên cái chương trình đó. Cái thì anh Du với anh hai thành viên còn lại đó thì hay nói chuyện, nhưng mà có đặc biệt có các anh này không bao giờ nói chuyện. Thì khi mà quay cái mình nói chà anh này nhìn cái mặt bad boy quá, nhìn ngầu lạnh lạnh quá. Thì lúc đó khi em xem thì em thấy cái gu là lạnh lạnh như vậy thì mới để ý. Dạ lúc đó mới bắt đầu để ý anh này, nhưng mà cũng không có nghĩ là ảnh để ý mình rồi. Thì sau khi mà cái hôm đó tụi em diễn ở phòng trà 2B đó anh đó, thì em vừa mới đến thì anh Đạt anh đã đến trước rồi, ảnh ngồi ảnh đợi trước rồi ở trong cái phòng chờ nghệ sĩ á. Thì tự nhiên cái ảnh đến nó nói chuyện với em, cái ảnh xin số phone của em. Cái em ngạc nhiên lắm, em nói chưa bao giờ mà đi hát chung mà gặp ảnh nói chuyện với mình, sao hôm nay lại xin số phone. Em còn nghĩ là ảnh ghẹo em nữa. Ảnh nói anh thích em lắm á, em có thể cho anh xin số phone được không? Dạ. Nó ít nói lắm. Ít nói mà nói vậy đó anh. Cái rồi ha. Dạ. Chấn thương người ta đó. Em bị sốc, cái lúc đó em đang đứng á thì em trố mắt em dòm vậy nè. Em nói không biết ổng giỡn hay ổng đùa gì với mình. Em trố ra em dòm ổng gì đó, cái ổng tỉnh lắm, cái em nói thì mình nghĩ là đồng nghiệp thì ok mình cho. Rồi là bắt đầu ngày hôm đó là có số phone của em đó. Thì nhắn liền. Dạ, nhắn tin. Tối về cái nhắn liền luôn anh. Tối về hát xong cái là nhắn liền vậy đó. Nhưng mà do cái công việc thì qua hôm sau là em lại bay Hà Nội, em có cái show Hà Nội, em bay Hà Nội. Thì ngay mấy ngày đó là hai đứa có số phone với nhau mà chỉ có gọi điện với nhắn tin nhau thôi. Đấy.
Dữ dội lắm, lúc đó tấn công em dữ lắm á. Mà Đạt ơi, dạ. Cái thời gian đó mình là một cái boy band nổi tiếng, dạ. Rồi đâu phải chỉ có một nhóm nhạc những cô gái này thôi, dạ. Rồi ngoài cái nhóm nhạc kia, ông như mắt ngọc, như mây trắng nữa. Ông có đứng ở trong ông nhìn lén người ta không? Không, nhóm nào em cũng có xem hết. Nhưng mà giống như là em ấn tượng cái của cái bà Trúc của bên của nhóm Oxy là nhỏ con mà hát đó, như vậy mà dễ thương, ừ. Thì em thích. Chứ còn mắt ngọc cũng dễ thương, nhiều nhóm rất là dễ thương. Mà giống như là cái ấn tượng ban đầu á chị Vân, là giống như tự nhiên cái giống như mình gặp rất nhiều người, nhưng mà tại là mình ấn tượng mình thích, thích kiểu vậy đó, thôi, kiểu style vậy. Nhưng mà lúc đó là chưa có quen ai đúng không? Chưa, lúc đó em chưa mà, quen ai hết. Mà có nghĩa là em chỉ thích một mình bé Trúc thôi, em lấy điện thoại một mình bé thôi. Dạ đúng rồi, em chỉ còn bé tre là không có thích. Dạ bé kia thì em không bé tre, tại này Trúc cái kia tre. Dạ, dạ. Dạ. Cái lúc mà ảnh xin số phone của em á thì anh biết là ngày xưa mà đi hát hai chị em giống Oxy thì người ta nhầm lẫn, người ta cứ nói là chị em sinh đôi vì giống nhau lắm, nhưng mà con bé em của em thì nó lại cao hơn em. Thì lúc đó em còn thắc mắc, em nói có khi nào ổng thích em mình mà ổng xin số mình không? Tưởng em lộn. Em còn lộ sợ như vậy á. Dạ. Em cứ hỏi ổng như ổng nói không, làm sao lộn được. Thì đó cũng là cái mà em cứ nghĩ ổng cua em là cua lộn lúc đầu không á, nhưng mà không phải, cái đó là do suy nghĩ của em thôi. Như vậy là trong suốt cái quá trình mà em ở Hà Nội, ổng ở Sài Gòn là tạo điều kiện để cho hai đứa nhắn tin. Dạ. Như là tìm hiểu nhau đúng không? Dạ. Rồi cái em kể cái lần đầu tiên mà hai đứa đi chơi với nhau đi Đạt. Em đi chơi với Trúc thì rất là cũng thường thường là nhắn tin nhiều, tại em cũng bận đi chung đi diễn với nhóm nhiều. Em chỉ có nhớ một lần á là chính thức là em có như là nói bà này là bạn gái, là em rủ bà đi ăn giống như là ăn kem thôi ở một cái quán ở trên đường Hai Bà Trưng á, và em không có biết ăn nói đâu, ở trong nhóm em không biết ăn nói, rồi em chỉ gặp bà này em nói một câu một à, nói là anh thì thích em á, nhưng anh chỉ muốn là bắt đầu từ hôm nay nha, em là bạn gái anh luôn. Trời ơi, một câu mà em có nói nhiều tại em không có biết nói sao. Bắt đầu người nói là bạn bắt đầu là từ hôm nay là em là bạn gái anh nha, tự động cái như chỉ định thôi. Luôn vậy á. Dạ chỉ định luôn. Rồi Trúc sao? Trúc sao Trúc? Em chưng hửng luôn á. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà em bay Hà Nội về, thì chiều hôm đó em vừa về tới là mới có mấy ngày đó đúng không? Dạ đúng rồi, mấy ngày em ở Hà Nội đi show hình như là 3-4 ngày gì đó thôi. Thì về tới là ảnh nói tối hôm nay đi hát nhưng mà anh sẽ đến sớm, thì anh sẽ chở đến đón em, rồi hai đứa mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ cái, rồi mà tới giờ show rồi đó, thì đến điểm luôn. Thì cái điểm hôm đó tụi em hát chung cũng là cái điểm phòng trà 2B đó luôn á. Thế là ảnh đèo anh đi ăn kem hoodie với lại ăn mì Ý, thì vô vừa mới có order thôi anh, thì người ta vừa đi thực nấu món hay làm món là ở đây. Anh nói anh tỏ tình với em mà vậy, em chưng hửng, em ngỡ ngàng, nó ngơ ngác luôn á. Nhưng mà em có quyền từ chối mà. Mà sao lúc đấy em lại không từ chối, em không nói gì, em ngồi nín thinh luôn. Không dám từ chối đâu, nói em sai rồi. Dữ dội lắm. Đã thích từ lúc qua bằng hai rồi, bằng hình nhỏ rồi, biết tôi, biết tôi rồi. Dạ, dạ. Nhưng mà lúc đó là trong đó là khán giả nhận ra Phong Đạt nhiều không? Dạ, nhận ra chứ. Lúc đó hai đứa em bước vào trong quán, hai đứa em mặc đồ lồng lộn, mặc đồ đi hát. Hồi xưa lồng lộn lắm. Lúc đó tụi em mặc đồ đi hát luôn, thì tại vì mình mặc đồ đó mình ăn xong là mình đến điểm diễn luôn á, cho nên bước vô ai cũng dòm hết trơn á. Cho nên ổng nói gì phải im thôi chứ sao em im giờ? Luôn đâu dám phản ứng đúng không? Thế là nghĩa là 4 ngày là nhận được cái lời tỏ tình rồi. Dạ. Rồi á là từ đó đổ đi là chính thức yêu nhau. Dạ lúc đầu là em với Trúc quen luôn á. Rồi có thời gian gặp nhau nhiều không hay sao? Có, mặc đứa nào đứa đó đi hát không, ở, nhau thành, đi hát ở thành phố là gặp nhiều. Tại vì thường thường hồi xưa là nghệ sĩ mình là nhiều khi hát rất là nhiều show, xong hát show xong mình ra sinh tố dọn tầng đó. Nhớ là dọn tầng cứ là hát cái show là cứ tụ tập ở đó nhiều, nên là em với Trúc gặp rất là nhiều luôn đó. Tại vì đi show gặp hoài, xong nó hẹn giùm em hát xong show rồi cho chăm ba giờ chạy ra uống sinh tố nha, rồi anh nhau sinh tố đó. Trong những lúc mà giải lao đúng rồi. Dạ. Có khi nào rủ về ở nhà chung không? Trời ơi sao anh biết hay vậy, đến bao lâu thì mới rủ về ở chung? Hình như là phải chắc tháng hay sao, một tháng là bà này bà lên ý tưởng, không biết là có ý tưởng gì. Bà nói là tại bà ở dưới quê lên, bà sẽ mướn một cái phòng ở trên thành phố này. Bà nói là thôi thì ở đây cũng toàn phụ nữ không à, nên là nếu mà anh em quen nhau rồi thôi thì dọn qua ở chung đi, để giống như là có một người nam trong gia đình. Thì tại vì bà cũng sợ, tại vì hồi xưa là cũng cướp đồ này nọ, bà cũng sợ trong cái khu gần gần nhất trên Đình Xu á, toàn là kế bên là cũng dân rồi dữ dằn không, và dữ dằn nên cũng hơi nữ không mà cũng hơi sợ sợ. Nên là nói nếu mà có một người nam ở nhà thì nên là bà rủ em qua. Em đâu có từ chối được, mặc dù em muốn lắm nhưng mà em đâu có từ chối được người ta nói vậy. Em đâu có nỡ lòng, đâu có nỡ lòng được. Dạ. Nhưng em qua luôn. Bây giờ về ở chung mới có đêm đầu tiên đúng không? Dạ vậy đó. Sao em xem tò mò đó vậy ơi, em đâu có muốn tò mò đâu, chị mắc cười quá thì em muốn biết thôi. Ở chung thì đương nhiên ta phải có cái đầu tiên chứ không lẽ có cái cuối cùng. Nhiều khi cái đầu tiên là nó có trước đó rồi đúng không? Nhiều khi đi tỉnh diễn thì nó rồi đó. Trời ơi, anh Vin anh lấy từ ảnh ra anh nha. Trời ơi, dễ sợ quá, dễ sợ quá. Ngắm máu phun người nè. Trời ơi.
Rồi hai đứa yêu nhau êm đềm hay là có biến cố biến gì cố không? Có sự cố gì không, có chia tay chia chân rồi gây lộn đập lộn gì không? Đó. Có không chúng? Dạ có, gây cấn lắm. Thời gian mà tụi em với ảnh bắt đầu mới yêu nhau, tức là cái thời gian đầu mới yêu thì mọi thứ nó suôn sẻ lắm. Nhưng mà anh chị cũng biết là anh Đạt cái giai đoạn đó, anh Đạt mới có 22, 23 tuổi thôi. Thì cái tuổi mà giống như là mới lớn à, và cái sự nghiệp cũng đang ở trên đà rất là tốt. Nhưng mà đến khi ảnh quen em thì thật sự là ảnh có yêu em, ảnh yêu em là thật. Nhưng mà cái suy nghĩ của một cái thanh niên mới lớn và trên cái đỉnh sự nghiệp đang rất có tương lai như vậy á, thì ảnh quen với em thì ảnh giống như là ảnh chưa có cam tâm á. Không lẽ bây giờ cuộc đời của mình bây giờ lại gắn bó với cái cô này, cái kiểu như vậy đó. Thì sau một thời gian, trong cái thời gian em với ảnh yêu nhau được chắc khoảng 3 tháng là bắt đầu em phát hiện ảnh có cái gì đó lạ và giấu giếm em. Cái lạ đó là cái gì? Cái lạ thật sự phụ nữ mình có cái giác quan thứ 6 đó chị. Rồi cái mọi thứ nó rất là êm đềm bình thường lắm luôn á anh Thuận. Tức là cái khi cái giai đoạn hai đứa yêu nhau rồi thì ảnh gần như là 24/24 là ở cùng bên cạnh em, chỉ có cái giờ hai đứa đi hát mạnh ai chạy xô đó là tách biệt nhau thôi. Nhưng mà tự nhiên cái cảm giác của người phụ nữ mình nó mách bảo mình có cái gì đó là bất an. Thì cái hôm đó đi hát xong về thì anh Đạt bắt đầu ảnh mới vào nhà tắm anh tắm. Thì linh tính em á, em cảm thấy bất an cái em lại tò mò. Em lấy cái điện thoại, ổng đi hát xong về là ổng khóa máy à chị. Xong cái em mới tò mò em lấy cái điện thoại em mở nguồn lên. Ngày xưa mình xài mấy cái điện thoại cùi không mà Nokia rồi này nọ đó. Dạ. Cái em mở nguồn lên, tin nhắn vô một loạt mà khi mà em đọc tin nhắn mà tay em run nhỉ. Em đọc giống như em sốc, tức là mọi thứ với mình nó đang rất là đẹp mà tự nhiên cái những cái tin nhắn nó đến cái em đọc em bị bắt đầu em bị suy sụp. Thì đến khi ảnh tắm ra em lấy bình tĩnh em mới hỏi ảnh, em mới ngồi em hỏi anh, thật ra trong thời gian gần đây anh có cái gì giấu em không, anh có cái gì muốn nói với em không? Thì ổng lại ngớ ra, ổng nói là sao em hôm nay em kỳ vậy, đâu có cái gì đâu, thôi khuya rồi em đi ngủ đi đó. Thì đi hát về cũng mệt vậy đó mà không nói không. Đến khi mà em hỏi hoài mấy, em đưa cái điện thoại ra, em đưa tin nhắn của cái cô đó nhắn cho ảnh ra một loạt rồi coi như là hết chạy. Chối. Không có đường nào mà chối, không nói được một câu nào luôn. Dạ đúng á anh, không nói được một câu nào. Đến khi mà ảnh không nói là thừa nhận với những gì mà em nghi ngờ là đúng. Thế là một đêm đó là em khóc một đêm tới sáng luôn. Em không ngủ được, mọi thứ với em coi như là suy sụp hết. Em sụp đổ hoàn toàn. Em nghĩ em nói là tại sao ảnh lén lút ảnh dối mình khi nào, bởi vì không có cái thời gian nào gọi là hai đứa chia cách nhau mà tại sao như vậy. Em suy sụp, em suy sụp. Phải nói là cái lúc đó là em giống như là em không còn là em nữa, nó bấn loạn kinh khủng. Thì đến sáng ổng cũng không có ngủ được, tại vì em khóc nguyên đêm, ổng cũng đâu có ngủ được. Sao đâu ngủ được? Dạ đến sáng á thì lại nhóm có show diễn ở Suối Tiên, thế là ảnh mới đi, để mà anh đi diễn thì anh bước ra cửa anh mới nói với em. Không có biện hộ được nữa thì anh mới nói với em là chắc tạm thời mình ngưng gặp nhau một thời gian đi. Cái em mới cũng đồng ý, em nói dạ được không sao cả, anh cứ đi, anh đi đến khi nào anh cảm thấy mệt mỏi rồi em sẵn sàng em ở luôn ở đây để chờ đợi anh. Trời. Là em chốt cái câu nói đó, em nói tại vì em thật sự nghe em rất là yêu, chưa bao giờ biết yêu mà đến khi mà mình yêu thì mình yêu đúng ngay cái người như ảnh. Thì mình phải chấp nhận là sau khi dắt xe đi là anh biết là hai đứa em giống như là bị chiến tranh lạnh với nhau á, yêu cũng không hỏi hẳn gọi là thời điểm đó là yêu, mà chia tay cũng không phải là chia tay, nói một câu vậy cái mấy tháng trời luôn anh. Là trong mấy tháng đó là ảnh bắt đầu ảnh tìm hiểu cô này cô kia cô nọ quá trời cô luôn, quen từ lưa hết luôn. Anh quen từ lưa hết trơn. Nhưng mà anh biết rồi, ở cái Sài Gòn của mình, tụ điểm của mình ở trong trung tâm thời điểm đó cũng đâu có bao nhiêu, mà ác lắm, em đi đâu em cũng thấy. Mà bữa nay đi với cô này, ngày mai đi với cô kia, mà toàn là mấy cô chân dài không à chị. Mình nhìn cái mình cảm thấy mình tủi thân, mà mình cảm thấy là mình không có cái gì để so sánh. Mình là một cô gái nhà quê ở tỉnh lên, đang ở thuê, ở trọ, gia đình của mình cũng không có cái gì gọi là nền tảng, và mình cũng không phải là sắc nước hương trời nữa. Cho nên là mọi thứ với em không có một cái gì, coi như là em nói là thua rồi. Đó, sau đó thì có khi nào ổng đi với người mới không, vô tình gặp em trong show diễn không? Dạ có, ở Chăm Ba đó anh. Em không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà không hiểu vì sao mà em lại gặp ảnh đi với những người phụ nữ đó, toàn là những cái điểm mà hai đứa thường thích lui tới không à. Anh biết cái hôm đó ở Chăm Ba lại có show em diễn, thì ảnh lại đi với cái cô chân dài đó vào ngay Chăm Ba, mà anh biết sân khấu Chăm Ba sát như vậy nè, đứng ở đây là nhìn không có chạy đi đâu được. Rồi hát hò gì nữa. Thì khi mà chưa tới em thì mấy anh chị đồng nghiệp hát diễn xong bước xuống là nói Trúc ơi,
Đạt ngồi dưới là bắt đầu tim em ở đây là mọi thứ em nó nhảy số lung tung, mà em không biết là ngồi ở dưới với ai, mà em cảm thấy bất an khi mà mọi người đều nói như vậy. Đến khi em bước ra đó anh Thuận, anh Đạt đâu dám nhìn em đâu, anh Đạt cứ gục mặt, mà cái cô gái kia thì ngồi giống như đắc chí khiêu khích mình đó chị. Ngồi đắc chí lắm mà em không nói được. Bình thường em, hai chị em là người nói chuyện giới thiệu và giao lưu với khán giả, mà hôm đó em không nói được câu nào. Buồn. Em gái em nhìn thấy là nó biết, nó thay em nó nói hết và giới thiệu bài. Thì người xưa hát bài buồn, bài vui thì mở màn thường là hát bài sôi động. Thì lúc đầu, bài đầu tiên mình hát sôi động thì mình còn đỡ bị rung. Đến bài sau hát cái bài trữ tình mà tình cảm chia ly đó, em đâu có hát được đâu, em nghẹn. Bây giờ nói tới em còn muốn nghẹn. Em thấy như vậy mà nước mắt em bắt đầu nó tuôn ra, em đâu có hát được đâu, nghẹn mà tay em cầm micro mà em rung, tức là cả cái người em rung. Em nói khán giả, cả cái khán phòng đó đều nhìn thấy bất ổn một cái gì đó ở em. Anh Đạt ngồi gục mặt luôn. Đến khi em hát xong em đi vô, em ngồi em thẳng, em không nói được cái gì. Mọi người đến dỗ dai em, khuyên em, nói em bình tĩnh để từ từ coi Đạt giải thích như thế nào. Mà anh cũng đang muốn hỏi đây, thường ở Chăm Ba đó bao giờ cũng có một cái bảng á chị. À, chị Một lúc đó là chị không có diễn ở Chăm Ba đâu. Chăm Ba bao giờ cũng có một cái bảng để tên nó trên nhóm hài ca sĩ. Đúng rồi. Chắc chắn em cũng phải biết rằng là đêm đó là có OC diễn, mà sao em lại vẫn chân dài tính coi bạn gái mình diễn. Giống như em cũng không hiểu, là giống như hồi xưa mình trẻ với anh Thuận, mình không có nghĩ đến cảm xúc của cái người khác nhiều đâu. Giống như là tại vì em hồi xưa rất là thích hài luôn, hầu như là nhiều khi anh Thuận diễn em cũng có coi rất là nhiều. Hài là em coi rất nhiều, em cực kỳ thích hài luôn. Nên là Chăm Ba, Nam Quan hay là tại vì em đi hết. Có nhiều lúc á, nhiều khi em đi ngang qua em mấy cái chỉ coi tin nhóm hài thôi. Chỉ coi tin nhóm hài thôi, chứ em không để ý nhiều đâu. Tại vì em thích rồi thì em vô. Mà em dắt dạng như mấy bạn vô thì em vô, em không có để ý gì, không có để ý nhiều là hôm đó có bạn này. Thí dụ nếu mà gặp người khác, người ta ngồi nhìn kỹ chương trình có ai, nếu mà gặp này thì cũng hơi sượng xíu đúng không chị. Nhưng mà em thì em không có suy nghĩ em nhiều không đâu, để tâm, em không để tâm nhiều đâu. Nhưng mà chị hỏi em là cái lúc mà em coi vợ em diễn trển á, em có thấy cổ khóc không? Em có dám nhìn nhiều đâu, tại ui vì đầu. giống như mình cũng hơi bị sượng, tại vì tự nhiên mình cũng không ngờ là người ta giới thiệu, anh em sẽ giới thiệu lên thì mình mới thấy cũng hơi kỳ rồi, cũng hơi sượng rồi. Nên là bả diễn thì mình cũng hơi lãng lãng, giống như mình cũng không có tập trung nhìn, nên mình cũng không có biết được là bả có cảm xúc khóc hay gì. Mình cũng không dám nhìn, lúc đó cũng hơi sượng sượng đơ đơ. Anh hỏi em tại sao lúc đó em không viện cớ, em giả bộ, em điện thoại em đi ra ngoài, em né. Thì cái đó là em giống như là em nói là giống như hồi đó mình còn trẻ, mình không trẻ có, mà em mới không có hầm có nghĩ tới những cái chiêu không đó có, dạ, không có xử lý giải quyết đúng tình huống rồi, tức là giống như mình bị đơ, cái giống như mình bị scale luôn chị. Giống như là gặp chị chà không biết đường nào. Giống như là chết rồi. Giữa này sao đây, là mình mới chưa kịp vậy là ba cái hát cũng có một hai bài đã xong rồi thôi, cũng tức là lúc đó mình cứ mong hát cho lẹ cho đi để mình coi cái một khác, cái kiểu này chết rồi kiểu đơ còn quất thêm bài trữ tình nữa thì đó. Nhưng mà đêm đó thì sao, có nhắn tin gì không? Sau đêm đó thì em về em có cảm thấy nó khó chịu trong người, có một chút ân hận hay áy náy gì không? Không, em chỉ thấy sượng thôi. Tại hồi xưa mình trẻ, mình còn đối với em lúc đó đó, thật sự là Chúc cũng nói cũng đúng, là hồi xưa là đối với em lúc đó em đang hot. Thì lúc đó em cảm giác giống như là Chúc thì có cái mẫu người phụ nữ của gia đình, nên là lúc gì cũng hay nói là anh ơi, tính toán sao, sắp nữa rồi ra mắt ba mẹ em rồi, chừng nào mình đám cưới thì sẽ, em không thích, em chưa muốn. Em nghĩ là không có, mình đang vậy, đang ok vậy, tự nhiên không lẽ bây giờ đi gắn liền với từ từ. Nên là em không có cam tâm, em cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều những cái khía cạnh khác, nhiều người phụ nữ khác nữa coi như thế nào. Mình không, anh em không nghĩ được rằng là không lẽ gì tự nhiên giờ đi đám cưới luôn à. Rồi chị hiểu cái tâm đó, trạng cái đó kiểu mà. Như vậy, nhưng mà tới lúc nào thì em quyết định là em quay trở lại với đó. Em sau khi mà chia tay Chút, cái là không phải là nói chia tay, nhưng mà nó giống như là để ngỏ vậy đó. Là lúc đó em quen dữ dội luôn á. Em quen mà em toàn là, anh Thuận biết rồi, em cái tính em á thì nó cũng là vô tư trong giới, là như là giới thiệu em thằng Đạt nó vô tư lắm, không suy nghĩ gì đâu. Là em dắt em đi chơi với người kia toàn là dắt vô chỗ quen không, toàn là đi chỗ rần là tại em không suy nghĩ. Tức là em ví dụ em thích Chăm Ba phải không, là em đi cứ vô Chăm Ba, rồi Nam Quan là em đi đó, coi hài hay gì dắt đi ăn uống những cái quán nhiều khi, tức là những cái nơi mà bình thường ảnh từng đi với em là ảnh đi với mấy cô tại đó, tại vì ổng chỉ biết những cái chỗ đó thôi. Thì đó, em chứ ổng không có khám phá vậy đó. Và đến khi mà anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em hát là đúng không? Dạ. Là sau đó là chắc đâu dám vô Chăm Ba nữa đúng không?
Dạ, gần như là dạ lúc đó ám ảnh luôn không đó. Lúc đó là bị sượng, là lúc sau là em cũng vô ba nữa, em cũng thích cho ba lắm, em vô nữa, nhưng mà em cũng giống như chị vẫn là coi kỹ, coi bản tên, coi bản tên đàng hoàng, coi có cái ca sĩ đó hay là không. Thì thường lúc sau là không bao giờ gặp nữa, đúng không? Rồi đến bao lâu thì Đạt đó quay về? Đương nói cái chuyện là lúc khoảng nào mấy tháng quay về? Mấy tháng, khoảng 2-3 tháng, tức là em quen, giống như em có cảm giác là em đi quen, em quen rất là nhiều người mẫu luôn. Xong đó em giống như em cảm thấy là nó chỉ là ở mức độ bình thường thôi, em không cảm thấy gì hết đó. Sau đó em bắt đầu em mới nghĩ lại chút nè, em nói tại vì chút là người của gia đình, cái đó em mới từ từ em tới, là lúc đầu em qua nhà em mua chè rồi thôi à. Đó, tự nhiên em đi qua cái đó nè, mấy chị em ăn đi, rồi sau em đi. Lúc đó em cũng còn sượng, mặc dù em cũng muốn quay lại rồi nhưng mà em cũng còn hơi sượng. Cũng may mắn cho em á là em quen rất là nhiều, nhưng mà em không có đi xa quá giới hạn. Ví dụ em nói mà lúc đó nếu mà em đi quá giới hạn với một người nào đó là ví dụ như đi tầm bậy á, là rất là khó gỡ, rất là khó có thể dứt ra người ta. Thì người ta nói anh này chịu trách nhiệm, tôi lâm ra là sao. Là cái giai đoạn đó em cũng là một ca sĩ nổi tiếng nữa, thành ra là báo chí cũng rất là quan tâm, nếu mà dạ. có chuyện gì cũng rất là khó, đúng không? Dạ đó, nhưng mà thật ra mà nói là cái điều gì ở Trúc mà khiến cho em cảm thấy là Trúc quan trọng và nổi bật hơn tất cả những cái mối tình mà em quen qua lại như vậy? Em nghĩ cái bà này á là có một cái gọi là nó có cảm giác gia đình hơn, yên ổn đó em, giống như yên ổn, tức là ví dụ mình có đi tìm luôn ra, nhưng mà cái bà này có cái cảm giác tạo cho mình giống như là cái thân thuộc kiểu kiểu gia đình. Với lại bà này đó, bà có cái chiêu rất là hay, là khi mà bà rất là thân với mẹ em, mẹ em rất là thích bà nha, đi chơi rất là gì, nên là em cũng thứ nhất là vừa thích bà là có cái cảm giác gia đình rồi, mà còn được bà mẹ tác động vô nữa. Bà mẹ bà rất thích bà này luôn, đi đâu bà cũng rủ, mặc dù hai đứa không có quen nữa nhưng mà bà đi đâu bà cũng rủ bà này đi. Rồi xong rồi đó. Nên là bà mẹ cũng có tác động rất là nhiều. Nên là với lại cái hai là em đi ra ngoài em chơi thì em cũng cảm thấy là cũng mình cũng đi rồi, đi quen rất nhiều mà cảm thấy nó cũng bình thường, không thấy gì hết. Không có gì nổi trội như mấy người con gái khác thì cũng đi chơi, thì cũng rủ ăn uống, rồi cũng đi disco, thì cũng vậy bình thường. Mấy lần như mang chè qua thì đến bao lâu thì mới quay trở lại? Là Trúc nè, ăn thua cho Trúc nè. Cái thời điểm mà lúc mà bạn đi là chắc chắn là em buồn dữ lắm, đúng không? Dạ, buồn, em suy sụp kinh khủng luôn rồi. Các anh chị đồng nghiệp trong nhóm nó có Y2K là luôn luôn bên cạnh túc trực, mà cũng gọi là động viên em kinh khủng. Chứ không mà suy sụp dữ lắm. Em suy sụp dữ lắm luôn á. Giai đoạn đó là các anh chị đồng nghiệp mà thân thương á, tức là động viên kinh khủng, không có muốn em ở nhà mà em lại không muốn đi ra đường. Mà họ cứ kêu thôi đi ra đường, đi ra đường cho thoải mái, chứ ở nhà đi. Tại vì ngay thời điểm đó là em từng có cái suy nghĩ là em tự vẫn. Em suy nghĩ tới vấn đề là em tự tử. Dạ vâng, em tiêu cực như vậy luôn á. Mà tại vì mọi thứ với em gần như là nó không còn cái gì nữa, nó suy sụp quá rồi. Em nghĩ tới vấn đề đó. Chỉ biết lúc đó ngày xưa em đi hát á, nhỏ xíu xíu và nhỏ con lắm, em chừng 40-41kg thôi. Mà cái giai đoạn đó trong mấy tháng đó là không có cái gì mà đúng là phụ nữ mình không có cái gì mà nó mau tiều tụy và suy sụp bằng cái vấn đề về tinh thần tình cảm. Lúc đó em xuống ký em còn có 30-mấy kg. Em ốm mà tới đến nỗi mà em đi diễn mà hả, các anh chị quở quá trời, nó ốm quá, nhỏ quá, sao vậy cố gắng lên vậy đó. Mà em đâu có ăn được đâu chị. Mỗi tới dọn mâm cơm ra là em nước mắt chan cơm á. Em nghẹn ngào. Đó là cái thật sự mà cái giai đoạn khủng khiếp nhất trong cái cuộc đời của em. Từ cái lúc em yêu ảnh cho đến bây giờ, đó là cái giai đoạn khủng khiếp nhất đối với em. Nước mắt chan cơm là có thật. Nói ra nếu như ai chưa từng trải qua sẽ không có biết cái cảm giác đó. Nó cứ nghẹn ngay cổ, nó nghẹn, không có nghĩ tới là nghẹn dữ lắm luôn á. Mà anh Đạt cứ lâu lâu một cái gì đó mua bịch chè tới, hoặc là lâu lâu cái gõ cửa cái mua cái này cái kia tới. Mấy đứa em mỗi lần thấy anh Đạt mừng lắm, nhất là con bé em ở nhà giúp việc á, chị ơi anh đạt tới mà mừng lắm, tại vì thấy em ở nhà quá suy sụp mà chờ đợi tin nhắn. Nhưng mà những lúc đó thì em sao, cái em nhận chè hay là nhận những cái em không ra nhận luôn chị. Tức là khi mà ảnh đứng trước mặt em là em chỉ nhìn thôi, rồi cái con bé em chạy ra là lấy đồ, rồi cái lấy chè đồ này nọ, ông có không nói gì luôn. Ý chị đương nói về cái cảm giác của em đó, nó vui không? Em vui chị, em vui, em vui mà vừa giận, rất vui, rất là vui. Cái cảm giác nó khó tả lắm, tức là mình vừa bất ngờ, mình vừa rất là vui, nhưng mà nó lại cũng bồn chồn, gọi là mình bị nghẹn tức tưởi á. Mà em có hy vọng là, tức là em có hy vọng là ảnh sẽ quay về không? Có chị, tại em luôn luôn hy vọng. Em nói em biết là ảnh sẽ phải có nhiều sự lựa chọn, bởi vì không thể nào cái tuổi như thế này và với cái đường tương lai của ảnh quá rộng mở mà ảnh lại chịu dừng chân đến với mình. Mình phải chấp nhận thôi. Nếu mình quá. Thật sự cái tình yêu của mình đủ lớn thì mình sẽ đủ cái thời gian chờ đợi. Cho nên là rồi. Sau mấy lần đó rồi cái ngày mà ảnh bắt đầu chính thức quay lại với em á, em kể cái ngày có nói không? Dạ có anh nhắn tin Trúc nó kể cái ngày đó em. Anh cũng đang muốn nghe nè, trời ơi. Dạ tức là cái sau cái giai đoạn ảnh lui tới đó, mà anh này ông ác với em lắm. Đôi khi đi chơi với các bạn khác điện thoại hết tiền, nhắn tin cho em nạp cạc cho anh mà em gấp cũng quá. Nạp
em vẫn nạp cạc cho ảnh luôn. Trời, mà mình cứ hy vọng là nạp xong rồi gọi cho mình, không gọi đâu anh, mà em biết là đang đi chơi với cái mấy cô khác đó. Mỗi lần nhắn tin cho mình là nạp cạc. Không luôn, không có phải là nhiều, tức là đôi khi có một vài lần gì đó thôi. Dạ. Rồi sao nè? Rồi sau cái ảnh lại, cái hôm đó em lại nhận cái tin nhắn, ảnh mới nói là ảnh sai rồi. Bây giờ em có thể cho anh một cái lần cơ hội để anh sửa chữa hay không? Ảnh nói với em như vậy thì anh, thật sự khi đọc được cái tin đó em rất là mừng luôn. Mừng mà rung cầm cái điện thoại mà không biết sao, thì nói là em vẫn luôn chờ đợi anh. Cái đó em nhắn với ảnh, em vẫn luôn, đến bây giờ em vẫn luôn chờ đợi anh. Anh có thể, anh bất cứ lúc nào cũng có thể quay đi lại nhà em. Dạ, quay về như vậy. Thế là buổi tối hôm đó là ảnh hẹn em, ảnh nói vậy tối nay mình đi chơi về nha. Luôn đó. Ừ, dạ. Tối về luôn. Tối về luôn. Thế là tối hẹn với nhau ở vũ trường Phương Đông á, thì ảnh với mẹ ảnh cùng lại đón em đi chơi luôn. Mà ác lắm chị, hôm đó hai đứa em cũng không hiểu sao cái cô chân dài đó lại biết hai đứa em lại vào cái vũ trường đó. Thế hai đứa đang nhảy ở ngoài, đang disco đồ này nọ, cái tự nhiên có một cô gái xuất hiện đeo kính râm mà đứng, mà tự nhiên em thấy cái phản ứng của chồng em tự nhiên ổng bị đơ đơ. Cái em mới hỏi nhỏ, phải người phụ nữ đó không? Cái ổng gật đầu. Cái thì em mới nói thôi em không muốn anh khó xử, thôi hai đứa mình đừng nhảy nữa, vào đi. Thì vào trong cái quầy, cái bàn của mẹ đang ngồi đó. Cái cô đó vẫn cứ nhắn tin và thế này thế kia, muốn ông này phải như thế nào đó em cũng không biết. Thì em cảm thấy cái vấn đề ngay tại thời điểm đó căng thẳng quá, thì hai đứa em nói thôi hai đứa mình về, xin phép má về trước đi, hai đứa mình đi ăn. Hai đứa đi dạo vòng xong mà cũng được đi ăn, thì là ngay cái lúc ngồi ăn đó chị, là cái cô đó gọi điện liên tục, nhắn tin liên tục luôn là em đang ở đây, anh phải đến, nếu anh không đến là em sẽ đợi đến sáng. Em đợi, em ở đây đến khi nào anh đến. Mà em nói điện thoại gọi liên tục, hết số này đến số kia luôn á anh. Thì ngay lúc đó thì em mới nói anh nên giải quyết rõ ràng. Bởi vì theo em thôi, anh đi hay không đó là cái sự lựa chọn của anh. Nhưng mà theo em thì ngay thời điểm này cô ấy đang không tỉnh táo, cô ấy đang say và đang ở